Gió đâu à, xong cái đó tới cái này theo đường thẳng thôi, cho cái tinh lực nó đi hẳn vô cái bệnh đó thì nó sẽ nghe qua hai cái lưng mình, nó sẽ tốt hơn hai cái lưng mình. Còn sáng rồi cái vương này tắt rồi, vương chưa sáng. Nếu lúc 3 sẽ tìm được tiểu quý ra, lúc 3 sẽ được hiểu à. Phải làm cho nhanh mới được, làm chậm quá sẽ mất. Rồi, sáng rồi. Tới mình đây. Có gì đây? Sáng rồi. Quý không? Cái gì tê không học được. Một cái easy money. Anh tiếp tục hai cái còn lại thôi. Quý nằm đây, sao bị giải cơ quan này đây, giữ nó là gì? Họ tinh lực ở đây, kéo đi luôn. À, hiểu rồi đó. Nặng nó lên đúng không? Không được, đặt cái bệ chỗ nào mà có điểm sáng sáng lên mới được. Take it easy. Có ở đây không?
Ui. Chưa xong nữa. Ê, tức là đem cục này đem đây, đem đặt đây, đây để những tên mà nó được. Nói chung xài tê hết. Còn một viên nữa thôi. Đánh quái trở lại. Quietly now. Speed of light. Not a kundala. Lẽ thì đánh quái đẹp chứ. Có suy nghĩ. Giao quan sát tiếng của ta. À, tìm được cái kia. Mình thấy tìm được xuống. Đắt rối. Đây, thay số. Ném vô. Ném lên thôi. Cái này dựa lên cái độ khám phá chậm. Nhiều khi hiếm 99%, 99% hiếm 1%. Hiếm đau. A chest full of valuables. Easy money.